Xin chào các bạn, quay trở lại với Gia Bảo Channel ngày hôm nay. Gia Bảo Luxury sẽ đem đến hai thiết kế, một đến từ nhà sản xuất Omega, hai là nhà sản xuất Maurice Lacroix. Gia Bảo Luxury sẽ không review về hai chiếc đồng hồ mà là đặt cạnh nhau nhằm mục đích là so sánh về bộ máy bên trong của hai chiếc. Thứ nhất là bộ máy Caliber 1866 ở bên tay trái của tôi, ra đời năm 2003, có nền tảng là bộ máy 1861 đình đám, được cải tiến bởi bộ máy Lemania nằm trong chiếc Omega Speedmaster Moonwatch trong phiên bản thép dài 42mm, và bộ máy ML106 nằm trong chiếc Maurice Lacroix Masterpiece Chronograph ở bên tay phải của tôi. ML106 là bộ máy ra đời bởi sự kết hợp giữa thương hiệu Maurice Lacroix và nghệ nhân André Schaller, một nhà thiết kế đồng hồ, nhà đầu tư nổi tiếng. Sẽ không để mất nhiều thời gian cùng các bạn nữa, Gia Bảo Luxury sẽ so sánh hai bộ máy đồng hồ Caliber 1866 và ML106 trên các bình diện như là thông số kỹ thuật, mặt thể hiện tính năng chronograph và toàn bộ vẻ hoàn thiện của bộ máy đồng hồ. Đến với phần thông số kỹ thuật, cả hai chiếc đồng hồ Omega và Maurice Lacroix đều được thiết kế nắp lưng với lớp kính sapphire trong suốt, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được bộ máy ở bên trong. Bộ máy Caliber 1866 bên tay trái của tôi gồm có 17 chân kính, còn bộ máy bên tay phải ML106 thì sở hữu 20 chân kính, và cả hai đều có mức dự trữ năng lượng là 48 giờ. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt, bộ máy Caliber 1866 có tần số dao động là 3 Hz, trong khi đấy bộ máy ML106 tần số dao động chỉ là 2.5 Hz mà thôi. Cho nên nếu như chúng ta quan sát kỹ ở khu vực mặt số thì kim dây của chiếc Omega sẽ chạy mượt hơn kim dây của chiếc Maurice Lacroix. Ngoài ra, trên mặt số chúng ta cũng có thể thấy được vài điểm khác nhau trong bộ máy đồng hồ. Thứ nhất là chiếc Omega Caliber 1866 có tính năng như là giờ, phút ở trung tâm, và gồm có một mặt số phụ đếm giây tại góc 9 giờ, hai mặt số phụ 3 giờ và 6 giờ để phục vụ tính năng chronograph, kèm theo một bộ hiển thị mặt trăng tại góc 12 giờ. Còn chiếc Maurice Lacroix, bộ máy ML106 thì chỉ có tính năng giờ, phút trung tâm, kim dây chronograph và mặt số phụ tại vị trí 3 giờ tính phút chronograph. Điểm thứ hai tôi muốn so sánh đó là màn thể hiện tính năng chronograph. Như đã nói trong video này, Gia Bảo Luxury đem đến hai chiếc đồng hồ để tìm ra sự khác biệt của hai bộ máy, đặc biệt là trong tính năng chronograph. Nên phần này tôi cũng sẽ chỉ tập trung vào tính năng này mà thôi. Điểm dễ nhận thấy nhất ở trong hai bộ máy Caliber 1866 và ML106 này đó là tính năng chronograph đều được sử dụng theo cơ chế khớp ngang mà không sử dụng khớp dọc. Theo đó, khớp ngang khi bắt đầu bấm nút chronograph sẽ giật hơn, kim dây nó sẽ giật hơn khớp dọc. Nhưng nếu như nhìn kỹ về vẻ đẹp thì khớp ngang nó sẽ cho cái nét thẩm mỹ nhiều hơn. Dù sao đi nữa thì cả hai bộ máy Caliber 1866 và ML106 với tính năng chronograph đều được điều chỉnh bằng hai nút bấm. Nút bấm đầu tiên là nút bấm tại vị trí 2 giờ và nút bấm thứ hai là nút bấm reset tại vị trí 4 giờ. Ngay lúc này tôi sẽ thao tác lần lượt hai chiếc đồng hồ cho các bạn cùng theo dõi. Khi chưa kích hoạt nút bấm khởi động, ta sẽ chỉ quan sát được chuyển động của hệ thống bánh lắc. Và hãy cùng xem sự thay đổi khi chúng ta bấm nút 2 giờ. Đó. Hệ thống cần gạt của bộ máy ML106 sẽ kích hoạt hoạt động của bánh xe cột hay bánh xe khế column wheel tại đây. Còn bên bộ máy Caliber 1866, nút bấm 2 giờ sẽ kích hoạt hệ thống đĩa cam. Dù bằng cách nào, cả hai cơ chế này sẽ điều khiển bánh răng nhỏ hơn và bánh răng tại đây tiếp xúc với bánh răng điều chỉnh kim dây chronograph trung tâm, khiến cho kim dây chronograph trung tâm có thể di chuyển được. Bắt đầu quá trình bấm giờ. Để có thể dừng lại thì chúng ta sẽ nhấn thêm một lần nữa tại nút bấm 2 giờ để khiến cho kim dây chronograph trở về vị trí ban đầu. Chúng ta sẽ tiến hành bấm vào nút vị trí 4 giờ tại đây.
Thao tác này cũng sẽ tương tự đối với bộ máy ML106 của Jeff Morris Lacroix. Đó là toàn bộ thao tác để vận hành cũng như chấm dứt tính năng Chronograph của cả hai bộ máy Caliber 1866 và ML106. Tuy nhiên, với một số thiết kế Chronograph, khi nhấn nút khởi động mà ta không dừng chức năng Chronograph có thể làm gãy bánh răng đồng hồ. Thì với cái cơ chế Golden Wheel Chronograph thì chúng ta hoàn toàn có thể tránh được việc đó. Đồng thời, chỉ khi bấm cái nút Chronograph tại vị trí 2 giờ ta mới cảm nhận được rằng nút bấm của chiếc ML106 có phần nhẹ nhàng cũng như là dễ bấm hơn so với chiếc Omega Speedmaster Moonwatch. Mặc dù những chiếc đồng hồ Chronograph sở hữu hệ thống đĩa cam không được đánh giá cao bằng bánh xe cụt, tuy nhiên thì nhìn chung khả năng vận hành cũng như hoạt động về của cả hai bộ máy đều không bị ảnh hưởng quá nhiều. Và thông thường, những chiếc đồng hồ sở hữu hệ thống đĩa cam thì lại sản xuất ít tốn kém hơn so với những chiếc đồng hồ sở hữu bộ máy có chứa bánh xe cụt. Cuối cùng là về mặt hoàn thiện của bộ máy đồng hồ. Thứ nhất thì bộ máy Omega được trang trí bởi vân sọc Côte d'Azur và vẫy nhưng đường xước mờ. Đây là một trong những cách trang trí chúng ta có thể thấy thường xuyên. Thì bộ máy ML106 thì có vẻ như là nó sẽ nhìn hấp dẫn hơn hẳn với màu xanh của đinh ốc cùng những kích thước to nhỏ khác nhau không đều, cùng với hệ thống vân bán nguyệt ở phía dưới. Thì có vẻ về mặt hoàn thiện thì bộ máy ML106 sẽ nhìn có một chút điểm nhỉnh hơn với bộ máy Caliber 1866 đến từ nhà sản xuất Omega. Trên đây là ý kiến của tôi về hai bộ máy Caliber 1866 và bộ máy ML106 đến từ nhà sản xuất Morris Lacroix. Và nếu như bạn yêu thích sự chuyển động mượt mà của bộ kim thì chắc chắn chiếc Omega Speedmaster Moonwatch với bộ máy Caliber 1866 sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Còn nếu như yêu thích nút bấm có phần nhẹ nhàng, dễ dàng thì nên lựa chọn một chiếc Morris Lacroix Master B Chronograph. Xin chào và hẹn gặp lại!